môi trường đó chính là công trình vệ sinh vô lọc. Phía trước bên đây là quý vị đang nhìn thấy được, đây là chùa Vĩnh Nghiêm, một trong những ngôi chùa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn ngày nay. Còn đây là khu trường Phật học. Đến với Sài Gòn, đến với thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có thể thưởng thức một cái hương vị phở rất đặc biệt, đó là người ta gọi là phở dậu. Nằm phía sau những cái hẻm ở đây. Và quý vị cũng đã từng nghe đến cái tên phở dậu này, cũng cái tên khác nữa là phở cao kỳ. Tòa nhà cao thứ 3 Việt Nam và hiện đang là tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh, đang nằm chính giữa trục lộ Tăng Thị Khải Nghĩa này. Quý vị thấy có một cái tòa nhà cao đang nằm vươn lên ở phía cuối đường, đó chính là tòa nhà cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà này còn có thể giữ được vị trí này trong năm 2017 đến khoảng giữa 2018 thì sẽ phải nhường lại cho tòa nhà đang đặt 81 mà mình đã chia sẻ với quý vị. Bắt tài wifi password lại với bắt tài. Có wifi là gì? Đến 0937.